chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá, thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con tu sai, bây giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai? Chạy hỏi ai là phạm luật sư rồi đó, phạm giới rồi. Cho nên chắc chắn là phải đặt cái chỗ nào bỏ để cái thùng. Và như bây giờ ở bên nam thì để một cái thùng ở cái ở chỗ nào, bên nữ để cái thùng ở chỗ nào, để khi mà bí quá thì mấy con viết mấy chữ bỏ thùng, vậy thầy mới biết, thầy mới trực tiếp thầy đến thầy giúp mấy con, chứ thầy đang viết sách nữa thì làm sao mà thầy trực tiếp được, phải không? Thầy đang bây giờ coi như là đang, khi mà thầy cho vô cái lớp này rồi thì đang soạn cái bộ giới luật ngũ tỳ kheo rồi, tức là cái tập kế này là cái tập thứ ba này là quay nghi tế hạnh rồi, để chuẩn bị cho dạy mấy con về cái lớp ấy chánh ngữ rồi, nó là quay nghi tế hạnh rồi đó. Mà bây giờ thầy chưa có soạn được cái bộ giới luật của tỳ kheo, còn 4 tập nữa, cho nên thầy đang tập trung để làm cái việc này, thì mấy con mà vô lớp tu yên rồi thì thầy mới ngồi yên mà thầy soạn. Đó, như vậy là thầy đang soạn cái bộ giới luật cho xong, còn tiếp tục mà xong rồi thì mình xin phép luôn 4 tập luôn để cho nó được 6 tập cho đúng hết cái bộ giới. Nhiệm vụ thầy còn thiếu bộ giới tỳ kheo là 4 tập đó, thì thầy phải lo làm cái này cho ra, thì mấy con vô lớp chánh tư duy mà khi mấy con tu chính ra thì thầy đã xong cái bộ giới rồi thì nó khỏe hơn. Thầy Được. cũng chưa có cái góp ý kiến nhỏ, nếu mà vậy ngày mai thầy phân cho những người nào mà buông trầm và đã tương đối rồi, những cái bài viết hay, những cái người đó ở riêng một khu để cho họ tránh động, họ tu cho mau lẹ, còn những người mà bình thường cho ra một khu. À, trong cái ý kiến đó, bởi vì nếu mà có út mà cất được cái khu đó rồi đỡ thầy biết mấy, đặng thầy dẹp nó rộng ra thì mới chia ra, chứ giờ ở phía sau hết trơn nó không còn cái thất, cho nên giờ thầy cũng chưa biết sắp xếp làm sao nữa đây. Nó Họ tu đã quá tinh tấn rồi, hôm chồng họ có gần như không còn nữa thì họ tiến vô rất là nhanh, thì mà không nên để cho để đúng rồi, con nói cái đó đúng rồi con. Nó bây giờ nó có một số người người ta có thể mà tu nhanh được đó, vô đây người ta quán được tứ niệm xứ rồi, người ta phá hôn trần thì nhiên rồi, mà cứ để người ta bị động không thì người ta tu cũng còn chừng thôi. Cho nên nó phải có cái khu biệt lập để cái số người này để mình dẫn dắt người ta đi nhanh. Nếu bây giờ mình nhìn thấy ở trong này cái số mà tri kiến người ta đầy đủ rồi, mình đưa cái số đó nó qua một cái góc độ người ta tu, nó dễ hơn là cái số tri kiến nó chưa đủ. Tự cái tri kiến người ta nó đã xả rồi, đã xả rất nhiều, biết rồi liền, mình đọc mình biết, mình biết cái thức người ta xả, biết rồi, biết cái luận của người ta thì cũng không có ác pháp nào mà xen vô trong cái tâm của người ta được, vì cái tri kiến người ta giải thoát rồi, những cái bài làm đó là tri kiến giải thoát rồi, nó xác định được sự giải thoát. Cho nên sẽ đưa những cái người đó qua qua một góc độ để cho áp dụng được cái tri kiến đó trong cái lớp chính tư duy. Mấy người họ với nhau họ cũng không làm đậm gì nhau, thì họ có chi kiến rồi, họ không biết tự lái, họ không làm tự gọi giữ được cho nhau nó mau lẹ. Phải rồi, con có ý kiến vậy đúng đó con. À, bây giờ còn Phước Toàn có ý kiến gì không con? Được, nhưng mà điều kiện là bây giờ con tập tứ tứ niệm xứ là tập quán thân con đó, lúc mà thở mạnh đó để cho cái cơ thể con nó động nó phình ra lớn. À, còn còn lúc thở nhẹ là con đã tự nhẹ mà nhận ra được, nhưng mà thật sự ra mới đầu thì như vậy, chứ sau này thì thở bình thường chứ không có vậy đâu. Vì mình quán được cái thân của mình rồi thì cái hơi thở nó bình thường, mình thở như thường thôi chứ không có vận dụng cái hơi thở như vậy được. Còn mới đầu tại vì mình nhận ra không được cái thân của mình, buộc lòng mình phải thở mạnh để cho mình nhận ra được cái sự rung động của nó, thì sau đó nó quen rồi cái mình xả, mình thở bình thường thôi, mình được thở mạnh như vậy. À, thứ nhất là về cái thân bệnh mấy con, thứ nhất là về thân bệnh. Không, bây giờ nếu mà có một khu nào đó mà thầy đưa một số người thầy đã chọn, họ dễ tu lắm, nó không có loại rồi lọt lọt, nghĩa là nhìn trong cái số người ở trước mặt thầy là có một số người tu được, tu rất tốt, sẽ chọn họ vào một khu vực để mà họ tu. Vậy là không cho họ quét gì nữa, không cho vệ sinh gì nữa, chỉ có ở cái khu thất của họ vệ sinh. Đúng rồi, ở trong cái khu họ thôi. Tất cả cho luôn, cho nơi để mà tu. Đúng vậy đó, con đề nghị cái điều đó hay con, để cho họ hoàn toàn họ dễ dàng. Còn cái mà họ đi ra họ tu tập á thì họ sẽ dễ quên cái tứ niệm xứ của họ lắm, vì họ quan sát cái tứ họ niệm xứ họ liên tục nếu tu tập. Trong cái điều kiện đó thì bây giờ thì cái cơ sở của mình coi như nó khích quá rồi,
nó khích quá, nhưng mà thầy cũng có thể thầy sắp xếp thôi, thầy đổi đó mà. Thấy có ba khu cho nên sắp ra một khu được. Bây giờ đổi nó mà, mình đổi, mình đã đổi. Ví dụ như bây giờ cái khu cái người đó thì thấy nó không được thì cho cái người mà người được được về cái khu đó sắp xếp vào nhào trong một cái khu riêng. Thông báo tất cả bên ngoài không được xâm nhập vào cái khu của họ. Ừ. Không có cho mà dẫn khách dẫn khứa đi vô trong đó để cho họ được yên ổn mà tu tập. Vậy thầy khí tứ năng xứ mà trên thân quán thân này ở cái tư thế ngồi hoặc nằm đứng thì nó dễ, nhưng mà việc đi thì theo dõi, còn cái quán và hơi thở thì rất khó. Thì lúc đấy thì giữ tứ niệm xứ bằng cách này à? Con giữ tứ niệm xứ bằng cái bước đi của con, bằng bước đi. Mỗi bước đi con lưu ý rồi mình đi cái nó động thả toàn thân mình đó. Cái bước đi con đi con để chân xuống cái nghe thân mình nó động. Mình cũng cảm nhận cái động, rung động của cái thân mà nương vào cái bước đi của mình để mình cảm nhận cái toàn thân của mình, cái rung động của mình. Còn về cái hơi thở mà đi thì bị gì, nó hai phần động. Cái hơi thở thì phần nội, còn cái hơi động của thân của mình là phần ngoại. Nhưng mà cái bước đi của mình đó, nó, mình lấy cái phần ngoại nó rõ ràng hơn. Bị mình đi thế nào cái thân mình nó cũng động, nó động. Thành ra mình lưu ý về cái phần đi nó tốt hơn, đi nó chuyển qua. Cái đó là rất dễ lẫn nơi vào cái xe hành trình. Nếu mà mình chú ý ở dưới cái bàn chân mình không thì nó bị chánh niệm chỉnh giác. Còn cái này nó bị cảm nhận cái thân, cho nên đi thì nó biết đi, nó không có chú ý cái đi lắm. Cho nên nó nương cái đi nó để cho cái thân nó rung động đó, thì mình cảm nhận cái thân. Không phải tập một lần hay là nó mới làm được. Nếu lúc ấy mà chưa làm được đúng pháp thì nó giữ chánh niệm tỉnh giác thì có được không ạ? Được con, nó cũng được. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác, lần nữa chánh niệm tỉnh giác nó cũng đi đến cái cảm nhận thân đó. Vâng. Vì nó tỉnh quá thì nó phải định ra trên thân đó. Cái sức tỉnh, cái sức mà tỉnh giác đó, nó mình đi như vậy đó, mà trong khi đó mà nó tỉnh thật tỉnh đó, thì nó không bị ức chế trên cái bước đi của mình. Còn mình chú ý chỉ còn có bước đi không thì nó bị ức chế trên cái bước đi. Còn mình tỉnh ở trên cái bước đi đó, thì nó lại dồn vô, nó thấy cái sự rung động của nó toàn thân. Bây giờ mình biết cách mình tập nó mau hơn. Còn mình không tập thì sau đó nó tỉnh thật sự, chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh được thì nó cũng còn thôi. Còn mình không khéo thì mình tỉnh có cái bước đi không thì mình bị ức chế. Trong lúc mà đang đi đó thì ví dụ như đang đi trên đường đất, như vậy là vừa tỉnh thân thân mà cũng là vừa tỉnh đạp những cái con này. Con đã tỉnh mà con đạp nữa sao? Vậy đó con đang mê chứ ở đó. Con đang tập trung chỗ nào? Không phải không? Con đang tập trung nào? Vừa cảm nhận cái lẽ đương nhiên là nó tỉnh, nó cảm nhận cái thân của nó, chứ mà nó còn biết cái bước đi đâu mà, cho nên nó đâu có mờ mắt đâu. Lúc mà con đi nó tỉnh hơn. Con có tập đêm hôm á, con nằm mà con tập nằm chiếc tường đó thầy, có 10 phút rồi lố cái bắt đầu nó ngủ, con hết hồn thôi. Thì cái nằm chiếc tường á, nó cũng tỉnh thức mà nó ương ngủ. Phải rồi, ngủ đi tan. Bây giờ mới đầu tiên mình tập ngồi, rồi ngồi kiết già, rồi ngồi tư thế trên ghế, rồi ngồi dựa lưng ở trong vách, rồi ngồi duỗi chân, ngồi được nhiều cách để mà nhiếp, để cảm nhận cái thân của mình đã tập quán nó nhiều cái hành động để làm gì, để cho nó khắc phục cái ưu phiền trên đó. Nếu mình có một cái hành động mình ngồi lâu đó, mình sẽ bị những cái chướng ngại của thân, nó mỏi mệt nó hoặc này kia, còn lát mình thay đổi này lát mình thay đổi kia, nó không bị chướng ngại đó. Cho nên vì vậy mình bảo vệ được cái sự bình an cho cái không có chướng ngại, tức là mình làm cho nó nhiếp phục được tham ưu trên thân của nó thì nó mới tốt. Còn có thầy không? Con hỏi nha, về cái quay nghi trong tính định sinh đi đứng nằm ngồi thì trong cái thời gian cái đoạn này có được tập hết có 40 nghi không hả? À, bây giờ đầu ngồi mình chưa không biết mình quán được cái thân mình chưa, mà mình tập luôn cái đi nữa thì coi chừng nó quán thật. Bắt đầu bây giờ mình tập ngồi cái đã, nội bao nhiêu cái quay nghi ngồi, tập cho hết được bao nhiêu quay nghi ngồi cho mình nắm cho vững. Bây giờ đó, ví dụ như con ngồi cái chữ kiết già rồi nha, con xả ra con ngồi bán già, con tập quán coi trên bán già nó sao, trên cái kiết già nó sao, rồi dựa lưng ở trong vách mình ngồi, dưới đất dựa lưng trong vách mình cũng ngồi, mình coi chứ mình ngồi chơi vậy. Rồi mình duỗi chân, cách thức đó để mình tập tất cả các cái quay nghi ngồi hết mà mình quán, mình thấy ở cái tâm nó quán cái thân nó quán cái thân toàn diện của thân nó vậy, nó chỉ có một mà khác ngồi nó nhiều cái tướng ngồi đó là một. Hai là mình mới lần lượt mình thấy mình quán được rồi trên cái tướng ngồi, rồi bắt đầu mình quán cái tướng đi. Cái đứng thì nó cũng giống như cái ngồi chứ không có gì khác, bởi vì nó phải nương hơi thở thôi. Rồi đó là bắt đầu bây giờ mới tướng nằm,
À, mình sai cái tướng nằm của mình. Vậy mình mới tu, tu từ từ chứ đừng vội. Bây giờ con tu luôn bốn bao nhiêu thì nó chung chung nó con không có coi như cái nào nó cũng cặp mình cặp hết, nó tâm con. Cho nên mình tu ráng một cái thôi cho nó tốt được một cái, để rồi từ đó mình tu tới mấy cái kia nó dễ. Dễ nhận. À, phải rồi, thay đổi cách ngồi thôi mấy con. Nhưng mà vì bị hôn trầm thì miên buồn ngủ đó, thì mấy con đi chánh niệm tỉnh giác thôi. Bởi vì lúc bây giờ mấy con mới tập quán thân, cho nên chưa có tập mà quán thân trên đi. Mà bây giờ nó buồn ngủ, nếu khuya đó mà nó giờ bây giờ 9 giờ tới 10 giờ rồi nó thì cái khoảng đó nó dễ buồn ngủ lắm. Thì do đó mấy con nên tập đi chánh niệm tỉnh giác để đỡ cho mình giữ gìn giờ giấc cho đúng, cho nó quen. Chứ không bây giờ mình ngủ sớm nó coi chừng nó bất lợi. Cho nên mình tập để cho mình giữ giờ giấc cho nó quen đi, tới chừng đó mình tu quán trên thân của mình nó dễ dàng, nó sẽ tiến. Chỉ còn có phương pháp tu trên tứ niệm tứ quán thân thôi chứ không tu pháp khác đâu. Mà tự cái pháp quán nó nhắc lên pháp phục con người. Thầy, như bây giờ ví dụ như vào giờ nghỉ trưa giờ an tịnh thân, lúc ấy là 1 giờ, thế con không muốn ngủ thì con nằm lúc đấy con có thể tập tứ niệm tứ được không? Được chứ con. Vâng, được. Như thế thì có chiều theo cái ý thích của mình thì có rơi vào cái năm được trường dưỡng không ạ? À không con, bây giờ ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình nằm nghỉ để chờ mình ăn cơm rồi đó, mình nằm nghỉ để tiêu hóa đó, thì mình đừng có tu gì hết. À, mình khoan tu rồi sau khi bởi mình tu đó, mình dồn cái sức quan sát của mình, quán tâm đó, mình dồn đó. Cho nên mình ngửi một chút xíu, mình đọc lại trong cái thời khóa của Đức Phật đó, có nghĩ là một chút bữa trưa có nghĩ là ăn cơm rồi nghỉ. À, lúc bây giờ đó thì sau cái thời đó rồi bắt đầu đó mình chưa có dạy tu đâu. Nó nghĩa là bây giờ đó mình nằm chừng khoảng độ chừng 30 phút thôi để cho nó tiêu hóa mình. Rồi bắt đầu từ đó nó tỉnh là con bắt đầu tu được rồi. À, chỉ chừng 30 phút này, ăn cơm rồi 30 phút đừng làm gì hết. 30 phút đừng có đọc sách nữa mấy con. 30 phút ăn rồi đừng có đọc, đừng có làm gì hết là để cho nó tự tiêu hóa. Chứ không nó sẽ ảnh hưởng cái đường tiêu hóa mấy con. Bắt nó làm việc là nó ảnh hưởng đó. Cho nên để 30 phút cho nó nhồi cơm, nó tiêu cho hết thực phẩm đi. Rồi 30 phút qua rồi đó bắt đầu mấy con làm gì cũng được hết. Khi mình tập trung vào chỗ nào thì máu mình nó phải về chỗ đó. Vâng. Nó tập trung về. Vậy thầy dạy ở cái giai đoạn này ấy, thì hãy tập trung vào một cái oai nghi là ngồi tu thứ một thứ. Thế mà con muốn xin thưa hỏi thêm một thí dụ như là giờ trưa đấy, lúc bấy giờ 1 giờ mà không ngủ nữa mình vẫn đang nằm đấy thì vẫn có thể tu cái thứ lần thứ. Được không? Tập. Vâng. Tập cũng giống như mà khi mình ngồi, vâng. Mình ngồi mình cảm nhận từng cái hơi thở của nó. Thầy, nhưng mà nếu ở cái tư thế ấy tập thấy nó thoải mái, thích hơn, cảm giác dễ chịu hơn thì như vậy có rơi vào thứ dục, có rơi vào cái năm dục trường dưỡng không ạ? Không, bởi vì mình tỉnh thức, mình tập tỉnh thức, nó thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, nhưng mà nó không có sanh một cái cảm giác dục nào. Thì sau này đó mình cũng bắt đầu đó mình sẽ tu tập, mình cũng sẽ tu tập tới cái năm này. Bây giờ nó sẵn nằm mà mình thấy bây giờ mình nằm nghỉ mà bây giờ mình bỏ cái thời gian này uổng đi thì do đó mình tập thì cũng được chứ không có sao hết. Được. À, riêng chân niệm hỏi thầy, trưởng lão đã phê bình bài viết tâm bi là con nên rèn luyện tu tập về tâm này. Riêng con cũng thấy mình có khả năng về đặc tướng này, vậy sao con lại tu trên tứ niệm xứ, hay là con sẽ tu trên tứ niệm xứ để cho tâm hết phóng dật rồi mới bắt đầu tu về tâm bi? Không phải đâu, hãy tu tâm bi nó là một pháp độc nhất thì mình không có cần mà tu trên tứ niệm xứ đâu. Mà thầy phê trong đó là thầy thấy cái bài viết đó là thực hiện tâm bi được. Vì cái từ cái lòng bi của con nó nói lên được cái hành động đó thì con thực hiện được cái tâm bi của con. Mà khi mà thực hiện tâm bi nó không có một cái đối tượng đau khổ thì tự nó con không có, con không phải bận tâm gì hết thì tự nó quay trở về với cái thân của con, nó sẽ bám được. Cũng như người tu tâm từ tự nó cũng trở về với cái thân của con đó. Mà con không phải tu tứ niệm xứ, còn con tu tứ niệm xứ là phải quán. Còn này con không quán mà tự nó quán, nó tự nhiên mình tu cái tâm bi rồi mình sẽ thấy nó quán. Theo thầy thiết nghĩ mà khi mà thầy phê ở trong cái bài của mấy con là cái khả năng của mấy con viết cái bài đó là mấy con tu được cái tâm đó. Mà mấy con thích thì nó là hợp với đặc tướng mấy con, còn mấy con không thích, nó không thích, mặc dù nó tu được cái tâm đó mà không thích thì mấy con tu
nó kết quả nó không nhiều đâu, mà nó thích là tức là sở sở trường của mình, có cái thích trong đó là cái sở trường, còn nó không thích là nó nằm ở trong cái sở đại của mình, mặc dù là mình có cái khả năng đó, có cái tài đó mà không thích thì nó không phát triển được, còn nó thích nó phát triển, nó phát triển những cái kinh nghiệm của nó tu nó tiến đó. À, bây giờ đó ví dụ con tu tâm bi, con hành động con làm tất cả những cái tâm bi của con rồi thì tự nó xuất phát ra, con thấy nó tiến bộ và con kế biến để mà làm những cái tâm bi, cũng như mấy con mà thích tứ niệm xứ rồi quán trên thân rồi, tự nó chế biến nhiều cái mà Đức Phật gọi là thiện xảo đó. Nó chế biến nhiều cách để nó quán thân của nó trọn vẹn, nó quán kiểu này chưa ngon nè, làm kiểu này nữa, làm kiểu này nó thấy được rồi, nó là chưa ngon nè, ta chế ra cái kiểu này nữa, nó thiện xảo đến mức độ tuyệt vời vậy. Cho nên nó quán trọn vẹn, mấy người đó là mấy người tiến bộ đó. Tiến bộ, thiện xảo là tiến bộ, còn cái người không thiện xảo là không tiến bộ. Nghĩa là dạy sao tu vậy mà còn tu cật thì cái mấy người tu dễ dở, mọi người họ không chịu đứng yên. Cũng như con làm tay nghề đó, con làm thợ mộc con được đéo vậy, con cái này chưa được, phải làm nghĩ cách làm cho nó đẹp hơn nữa. À, thì coi như là mấy con chế mẫu mã mới nữa. Đó là mấy cái người không có chịu đứng yên, họ phát minh ra cái này của mình. Thì cái thiện xảo của Phật là cái thiện xảo trên tu tập, là cái thiện xảo của hành động, chúng ta miếng dần và chúng ta đi đến cái kết quả của nó nhanh hơn, đó là cái thích thiện xảo. Cho nên thầy dạy có con quán thân chứ, mấy con có thiện xảo thì con quán chính xác lắm, mà nghiên cứu kỹ, mình tu mình mới nhìn thấy cái chỗ mình quán mà. Kiểu này quán chưa được, làm cái kiểu này coi chứ có ngon hơn không. Nhưng mà coi chừng mình nghiên cứu riết cái mình đi vào tưởng tút lút luôn, nó thiện xảo quá, nó đi cợt được. Nó nhớ kỹ á, khi nào mà có nghiên cứu mà có cái điều gì mà thấy hay thì nói cho thầy, chứ hay riết nó bắt đầu đi vô tưởng luôn á, chứ đừng nói chuyện cảm ơn luôn. Thường bạch thầy thường thường là như vậy không, nó đúng không? Tôi muốn gặp bạch thầy như tôi không trả là ngồi chơi không có quán gì cho thầy. Không có quán gì hết. Dạ, vậy là muốn ngồi 30 phút hay là mới lần đầu cũng ngồi. À, nó cũng tu, bắt đầu nó từ 30 phút rồi nó xả nghỉ chút, nó xả nghỉ mà nó cũng tu nữa, nghĩa là cái bụng nó muốn gì thì không được hết à, kiểu là dục cái gì cũng không được, nó xả hết rồi. À, rồi nó ngồi chơi mà giờ nó xả riết, nó cô đơn quá, nó muốn chạy đi chơi không được, xả luôn, rồi nó cũng không chạy đi đâu hết, nó cuối cùng nó độc cư trọn vẹn. À, rồi bắt đầu bây giờ nó cũng đâu phải là lúc nào nó cũng lăng xăng nó muốn cái này kia đâu, nó không có lúc nó yên tĩnh lắm, mà lúc yên tĩnh á thì tự nó yên tĩnh, nó muốn ở đâu nó ở kệ nó, thì nó yên tĩnh ở trên thân con, tự nó quán thân còn kỹ hơn là làm mình tu quán thân trên thân đó. Thì nó tu tăng xả rồi tự nó yên tĩnh rồi nó quán thân nó vậy, bởi vì tự nó quán chứ mà mình không có ép, mà điều nó không có điều đâu, nó không điều, có lúc thì nó quán còn có lúc thì nó không quán, nhưng mà có lúc nó không quán là nó đang xả, bởi vì nó mắc kẹt cái nào đó nó lo nó đuổi kia rồi nó không có quán đâu, mà nó đuổi rồi bắt đầu nó trở về. Nó ngồi thấy khoai quá, sướng quá, kệ nó ngồi đâu sướng, kệ nó. Mà hãy khởi mà sướng quá nó cũng xả luôn nữa. Nó cũng xả cái tâm niệm nó luôn. Tại vì nó thấy cái này nó an trú quá, nó cũng xả luôn cái an trú. Mày tao không có chấp nhận mày đi, ở đây tao biết xả thôi, tao không có gì hết. Vậy mà nó cứ yên ổn, nó quán trên thân. Cuối cùng không có gì hết thì nó cũng như tứ niệm xứ vậy. Nào mấy con muốn tu tâm xả thì cứ tu không có gì đâu, nó không có phao đâu nha. Sống to gió lớn thì kể như sợ không nổi thì nó dập mấy con xuống đáy biển đó. Còn cái tứ niệm xứ á không dập nổi đâu, dập cái gì nó ôm cái nó quán thân nó quá trời, mình ở ngoài đánh ầm nó cứ ôm, nó quán cái thân nó thôi, nó không có ngán cái nào đó, nó quán, cho nên nó có pháp mà. Sống to gió lớn gì bão tố ầm gì nó cứ ôm cái thân nó thôi là quán trời, nó không biết cái gì bên ngoài kể nó làm gì làm, nó cứ quán thân thôi, nó chỉ ôm chặt cái thân nó vô, mấy con quán được rồi con nó ôm cái phao đó rồi, bởi vì đó là cái hòn đảo mà Đức Phật đã nói là lấy tứ niệm xứ làm hòn đảo mà. Nó dễ hơn, nó có cái phao mà, nó có cái chỗ nương tựa đó. Thầy ví dụ như người tu phát xả như vậy, người ta khi xả lập thấy cái tâm nó quay về với thân rồi, tức là nó định viên thân như tứ niệm xứ thì lập tức người ta ra quay về tứ niệm xứ luôn. À được chứ sao không, không có gì đâu. Nó cứ thấy nó tỉnh ở trên cái thân nó quan sát cái thân nó mà không cần nương hơi thở đâu, nó cũng quan sát. Ban đầu giờ thức xả nó dễ hơn, xong rồi đi vô cái là coi như bám chặt. Thì có nhiều khi cái giai đoạn đó còn nó xả rồi cái nó vô tứ niệm xứ nó ôm tứ niệm xứ nó đi luôn, nó dễ lắm rồi. Thì cái ông Châu Lợi Hoàng Rạc ban đầu Đức Phật giải quyết tâm nó được xả cái gì,
Nhưng mà sau khi nó quán được cái thân nó rồi, cái ông ôm chặt, ông thực hiện thần thông đi. Thì con thấy ông bảo một thân mà biết ra ngàn thân ngồi trong rừng này chơi, thì nó làm liền là trên tướng niệm xứ đó. Bởi vì nó có bảy năng lực giác chi trên tướng niệm xứ chứ đâu phải chỗ khác được, mấy con. Cái chỗ đó đó. Cho nên ông quét riết rồi, bây giờ nó quán ở trên thân nó rồi. Thì ông ra lệnh nó thì có rồi. Bởi vì tài tử nó quán. Mình phải hiểu chứ, mình đọc đó mình phải hiểu chứ đâu phải mình hiểu người ta chứ đi đến cái chỗ nào để mà cái kết quả đó. Bởi vì chỉ có tứ niệm xứ nó là thực phẩm của thân giác chi mà, tứ thân tốt rồi. Ngoài tứ niệm xứ là sao có được. Mà giờ mình tu tam xã nó cũng quay trên tứ niệm xứ, nó quán cái này. Tôi đâu có bắt ông quán này mà ông có quán này. Tại không có pháp nó xả, tao phải ở đó chứ đâu. Cái tâm nó cũng trả lời là chứ được. Chứ bây giờ đuổi tao chỗ nào được. Thì nó phải ở chỗ đó thôi. Mày ở chỗ đó thì mày phải làm cái chuyện này tao. À, bảo một thân mà mình làm cho ngàn thân tao ngồi coi rồi nó làm cái ở như vậy là mình đỡ cho được đâu, thì như vậy là mình sống. Nhưng mà thầy, cái đoạn mà một thân làm ra nhiều thân đó mà thầy, thì trong đoạn kinh nói rằng là ông Châu Lợi Bần Đạt ông biết là Đức Phật cho người gọi rồi ông mới hiện ra như vậy, có phải đúng như vậy hay là ông để ông thử là ông không thử ông mà chứ không phải vậy con thử ba người ta đi, người ta mời mấy vị đó đi khất thực hết rồi, còn ổng thì người ta không có mời đâu. Cho nên Phật với chúng thì kêu đi hết, còn mình ổng bây giờ rừng của mình ổng sướng quá, ổng tu tới chỗ mà ổng ở trên tứ niệm xứ mà nó quán đó, thành ra ổng thấy để thử cơ sức của mình hay sao, cho nên ổng thử thôi. Cho nên Đức Phật thì ở cái chỗ mà trai tăng, Đức Phật biết ông này thử thiện thành công rồi, chứ Đức Phật đâu có cho thì hiện bậy, khi mà có chúng là đâu có cho nên đi hết rồi ổng lén ổng thì hiện chơi mà. Rồi bắt đầu đó ông Phật ổng biết rồi, ổng kêu cái người mà gia chủ đó đi đến, nó kêu ông Châu Lợi Bằng Đạt đi thọ trai. Ông đến rừng nó thấy nhiều quá, ông này mới chạy về nó Phật nói ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt thì đi thọ trai, thì ông cứ nói vậy đi, thì có cái ông nào Bằng Đạt thì con xin thầy đi. Ngài Châu Lợi Bằng Đạt một thân ra ngàn thân đó, nhưng mà đó là tại một chỗ khu vườn, nếu một ngàn thân đó ở rải rác khắp nơi có được không thầy? Được con, ý mình muốn là nó không ở trong khu rừng đó mà nó ở khắp nơi. Mình muốn cho một khu rừng một ông cũng được, nghĩa là chỗ nào nó cũng hiện được. À, bây giờ thầy nói thầy ở được, thầy mỗi được khi hiện ra có thể mỗi nơi có thể tiếp chuyện vẫn nói chuyện được, vẫn nói chuyện được như thường. Mỗi ông cũng như bây giờ thí dụ như ở Trảng Bàng này nè, thầy thì hiện 1000 thân, thầy cho mỗi tỉnh một thân nó ngồi cùng hết, thấy ông nào cũng thông lạc hết. Làm được cái chuyện đó là nó cái chuyện thành thông rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi. Cái đoạn kinh đó đó thì ông Châu Lợi Bần Đạt thì ông biết được là Đức Phật ngày về cho mời, nên là ông hiện ra để ông nói rằng là thấy đâu cũng là ông Châu Lợi Bần Đạt, chứ không phải một mình ông, một ông thêm để ông nói với ông anh ông như vậy đó, thì suy nghĩ như vậy không đúng. Suy nghĩ không đúng. Suy nghĩ như vậy là cái người mà họ tu như vậy mà Đức Phật cấm không cho thể hiện thần thông, mà cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là để cho cái đó không đúng không? Biết như vậy là mình lại phạm tội. Phạm tội nữa. Như vậy thì nó không đúng cái đoạn kinh người ta ghi như vậy. Thì theo nghĩ thì họ tự thôi, ông tự ông thử mình ổng thôi chứ. Bởi vì ông mới lén. Ông mới nén để thử cái khả năng của mình tu của mình có được không đó. Cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm đi. Tức là đi thọ trai á, chúng thì kêu đi hết, rừng còn mình làm thử coi. Đó, tức là ông thử thôi, còn cái kia là có cái mục đích là cầu danh. Thành ra làm cái chuyện cái bài kinh nó giết là không đúng rồi. Không đúng sai đấy. Như vậy mà Đức Phật cấm mà, Đức Phật cấm thì đâu dám làm. Như vậy Đức Phật biết được cái ổng đang thể hiện. Đang thể hiện là thử. Cho người đi về. Đó, cho người đi về. Để thấy ông Châu Lợi Bần Đạt. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bần Đạt bằng cái hành động đó. Sau này cái ông này về tán quả lên nói cái chuyện đó, người ta mới biết ông Châu. Cái hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bằng Đạt lắm. Chê. Khinh lắm. Bà thầy như vậy là sau này ông Châu Lợi Bằng Đạt chắc ông cũng mất luôn. Con không nghe sau này ông Châu Lợi Bằng Đạt không có thay nói nữa phải không? Coi như là ổng từ đó ổng nhập diệt luôn. Ổng mà thì kiểu đó mà ông Phật mà cho mà vậy đó là đồn lắm rồi. Thì chắc chắn là ai cũng gặp ổng lại lia lịa. Cho nên ổng mất luôn rồi. Còn có nhớ cái đoạn kinh mà khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông đó mà nghỉ đó, cái nửa đêm nước nó dâng lên đó, thì Đức Phật sai cái vị tỳ kheo nó ra cản nước sông để cho chúng nghỉ.
sao cây cản nước sông dựng đứng lên vậy, không cho nước tràn vô. Đêm đó khi mà đi qua rồi không trúng thì kêu ngủ yên ổn hết, đi qua xong rồi thì cái gì thì kêu nó không còn có nữa. Nói con đọc cái động sao mà tại hay là tịch diệt luôn, tịch diệt luôn không? Thưa thầy, như người ta bị đó ẩm được không ạ? À thì coi như ẩn nhập diệt luôn thôi. Bởi vì khi thì thần thân là biết, Đức Phật đã biết, biết cái người đó sẽ ra bị nó hết duyên. Hết duyên rồi. Cho kính mời thầy, xin là thì tại sao ngài một tình liên trong suốt cuộc đời ngài luôn luôn thì hiện? À, ngài luôn luôn thì hiện, con biết đó là cái Đức Phật cho ngài để đối với ngoại đạo. Còn không có cho mà các vị khác, tỳ kheo khác thực hiện, chỉ có cho một ông một tình liên. Đối với ngoại đạo mà thì hiện thần thân là một tình liên tới làm việc với ngoại đạo đó. Chứ còn không cho người khác làm đâu. Thậm chí như ông Xá Lợi Phất cũng không được thị hiện thần thông với hoài đạo, mà chỉ có một kiền liên đệ tử ông, là chỉ có một kiền liên là làm cái việc đó cho Phật thôi, chứ Phật cũng không thị hiện thần thông đâu. Cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó, cho nên người ta tập trung ông một kiền liên là chỉ ông thần ông thị hiện, còn mấy ông này không biết gì hết. Thầy vẫn thấy là bây giờ ngay cả đối với những người cứng đầu cứng cổ có nhiều khi thầy vẫn phải dùng những pháp như thế để độ họ cơ mà, chứ có thầy chỉ có một lần sử dụng thần thông thôi. Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để làm cho họ quy phục thôi, cho nên vì vậy mà mọi người không biết, chứ còn không phải là làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết thì không được. Đạo Phật nó kính cái đó, nó rất là dè dặt cái tên cái thị hiện thần thông lắm. Cái đó là cái hướng để cho người ta tham khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được, mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi. Thành ra nó không có ly dục với ác pháp trọn vẹn, cho nên không có được để cho đệ tử mình thấy được cái điều đó mà cấm luôn. Cho nên cái người nào mà thiện thần thông rồi thì nghĩ như vắng bóng đi, mấy người đừng có tìm người. Cho nên thầy đọc trong kinh sách Phật, thầy thấy cứ ông nào thiện thần thông là thấy ông nói vắng, không có nghe nói tới tên ông nữa, thế mất luôn, không nói nữa. Ông giao lời bằng đạt có một khúc đó thôi, cái bắt đầu sao thì không nghe nói nữa. Coi như ông tu rồi thôi, chứ không thấy ông giảng dạy. Mà nếu mà cỡ để ông coi trời đất ơi, họ tu theo mà xin làm đệ tử ông đông lắm đó chứ. Hay không đó. Cái hay của đạo Phật là cái chỗ này. Bà thầy đệ tử đông nhưng mà rồi nếu mà có theo đông chắc tu cũng tới đâu. Tu không tới đâu mà. Vì cái tâm ham cái tình tham nó không đạt được. Nó cứ mong theo Châu Lợi Bằng Đạt là làm 1000 người chơi cái kiểu đó thì không được. Mất ông Châu Lợi Bằng Đạt được tức sắc. Chỉ có một cuộc như vậy đó mà ông Châu Lợi Bằng Đạt lại, mà chính duyên ông Châu Lợi Bằng Đạt là đệ đó hết. Ông cũng biết mà thể hiện như vậy là ông biết là cái chuyện của ông là ta ra đi là cần gì phải. Chứ mà thầy giờ thì ngài một kiện liên ngài cũng nhận một số đệ tử, để số đệ tử mà theo ngài một kiện liên thì với mục đích gì? À, coi như là điều kiện là hoàn toàn con thấy số đệ tử của ngài một kiện liên, theo một kiện liên có nhiều người là mục đích thần thông lắm đó, không quan tâm đâu. Cho nên vì vậy mà cái số mà đệ tử của một, ông Xá Lợi Phất một kiện liên vẫn bị Phật đuổi đó. Vô mà làm ồn là bị Phật đuổi, nên đừng có nghĩ thành thân mà chứ. Có mục đích không? Bởi vì thấy thầy mình mà ngon lành thì mê rồi, muốn làm mình được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy thôi. Mà thầy theo con nghĩ đệ tử của một thiền liên thì phần nhiều là những vị tham thành thông, bị đức thiền liên thâu phục thôi, chứ còn đặc sự những người đó họ tham thành thông. Dạ, nó không tới đâu nhưng mà đức một thiền liên phải thu phục họ thôi. Hầu như là thu phục họ về đó, chứ còn dạy họ ly dục ly ác. Cho nên thậm chí như thầy nhắc nổi cái độc cư không mà đệ tử ông Xá Lợi Phất một kiền liên mà bị Phật đuổi, kể như mấy người đó mà phá độc cư vậy thì làm sao, làm sao tu tiến được không? Mình thấy qua cái hành động đó mà Phật đuổi đi. Thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng, là không gì hai người đệ tử hầu mình. Cái tình trạng đó mình thấy Đức Phật không có gì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà dung dưỡng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thành thông trí tuệ đều hoàn toàn chẳng có gì hết, đúng không đó? Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều khó lắm ấy, mà khó lắm. Đạo Phật nếu Phật không gì tình cho bằng đuổi hết, đuổi hết mà đuổi hết phải sám hối mới được. Mình vô sám hối hết, cả thầy lẫn trò vô sám hối hết, chứ không phải là nói mấy ông mà làm 7 giờ tôi cũng phải quỳ chứ rồi. Thưa thầy, cho con hỏi là vì sao mình tu tứ niệm xứ mà nó lại đi tham sân si? À, con nghe cái câu của Đức Phật dạy nó quá rõ ràng. Cái gì? Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu.
mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được ưu phiền của mình. Cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền là có tham ưu đó, là tham sân si. À, bắt đầu nó tham ưu trước, sau đó tham si nó quét luôn. Bởi vì nó nhiếp phục, nó định tĩnh trên nó. Mà nó định tĩnh nhu nhí dễ sử dụng thì cái tâm nó dễ sử dụng rồi thì nó tham si nó phải đi ra. Cho nên tứ niệm xứ là nó quét ra, nó tờ ở trên cái quán đó mà nó quét ra. Chứ không có một cái pháp nào mà quán nó, cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ trên tứ chứng cần là ngăn án diệt ác sanh thiện đăng đúng thiện. Bởi vì nó tác động vô thân thì cái cảm thọ của thân thì tôi dùng pháp tôi đẩy lui ra, mà nó tâm thì tôi đẩy lui ra đó. Mấy con thấy đó là tứ chứng cần rồi. Cho nên mình biết cái tứ chứng cần nó ở đâu mà nó tu, chứ không phải nó ngăn án diệt ác, mà tôi ở trên trời tôi ngăn án diệt ác với ai đây. Cho nên nó cũng ở trên tứ niệm xứ mới mà. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì nó duy nhất nó có cái pháp trên tứ niệm xứ của nó, mà nó có pháp nó quán thân trên thân, nó quán thân nó để nó nhiếp phục tâm hơn. Nó quán là nó nhiếp, chứ nó đâu còn thêm pháp nào vô trong đó. Nó là pháp tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ mà. Bây giờ thầy nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ rồi, nó khác, nó tu cái khác của nó rồi. Như vậy thì vậy ra là khi mà tu tứ niệm xứ thì hầu như không có khởi niệm nào hết. Mà nó không khởi niệm nào thì mình nhiếp phục rồi. Cho nên nó không khởi niệm, mình chưa nhiếp phục thì nó còn khởi niệm. Mà nó chưa, nó còn khởi niệm của ai thì mình phải xuống cái lối chứng kiến để cho mình tập ngăn án diệt ác trở lại. Chừng nào mình ngăn án diệt ác hết rồi mình lên đây thì nó nhiếp phục hết. Tự nó nhiếp phục, nó không có còn cái niệm nào mà khởi ra không được. À, vậy như con thấy vậy đó, con xét con bây giờ ngồi tứ lớp tứ niệm xíu được chưa nè. Tức là lên cái chánh tư duy được chưa? Chưa, bắt đầu tôi ngồi còn niệm là chắc chưa. Thôi chịu khó tôi ở lại đi, chứ tôi lên tôi học chắc không nổi đâu. Nổi gì mà mới vô tu có 3 phút, 5 phút mà nó có niệm rồi thì làm sao nổi. Cũng như mà lên lớp 2, cái cô giáo vô lớp 2 cái bắt trò này đọc không được chữ, trời ơi nhìn không ra. Thôi ôm cái cặp táp đi xuống lớp dưới đi chơi, cô giáo dạy lời ABC lời chứ bây giờ ở trên này làm chuyện này đâu có được. Con hiểu chưa? Người ta vô cái người ta viết chính tả đồ chứ, rồi đó coi vô viết không được gì hết, thôi gấp dần cũng được, đọc chữ cũng được, thôi xuống dưới chứ bây giờ làm sao, xuống lớp 1 học lại ABC đi. Còn giờ ta lên ta ráp được rồi, bây giờ ráp được thì nó mình nhiếp vô cái rồi nó không có niệm rồi thì ráp được rồi. Còn ráp gì không được mà cứ niệm này niệm khác nó tới hoài thì như vậy ráp được thôi, chịu khó xuống lớp 1 lại đi. Đạo Phật lên lớp 2 khó chứ không phải dễ, đâu, phải không mình? Dạ, kính bạch thầy, con các con nghe thầy nói, thầy dạy rất là rõ ràng mà tụi con cứ làm cứ lịch thật hoài thì con xấu hổ quá mà thầy. chưa xong. Kính bạch thầy, thầy cứ quan là dạy chung như thế, nhưng mà bây giờ thì con thấy là quán rất nhiều cái tứ niệm xứ, mỗi người có một tứ niệm xứ riêng. Đúng rồi, mấy người cũng vậy. Thế thì bây giờ để mỗi người có một cái tứ niệm xứ mà biết được. Để định nghĩa về nó, duy danh định nghĩa rõ ràng về nó, nói rõ về đặc tính, đặc tướng, miêu tả thật cụ thể về nó thì không thể miêu tả được. Thế nên là vì thế mà bây giờ mỗi người lại có một sự hiểu riêng, có một cách thiện xảo riêng. Thế mà mỗi người làm theo cái cách tập của mình có một thiện xảo riêng thì lại rất dễ bị lạc. Thế thì con mới nghĩ là nó, theo một chương con suy nghĩ thì con xin thầy hôm nay để dạy cho là con thấy rằng để cho nó khỏi lẫn với cái khác, để cho nó không cái sự thiện xảo ấy là đúng thì nó phải có 3 điểm cơ bản theo con hiểu đấy. Thì cái điều cơ bản thứ nhất ấy, là cái quán và cái sự cảm giác toàn thân của mình ấy, thì cái này là luôn phải thấy cái cảm giác của toàn thân chứ không thể được trụ ở một chỗ nào. Nếu trụ ở một chỗ nào thấy như thế là rơi vào cái bị ức chế hoặc như thế là sự sai lầm. Thế nó phải lướt trên toàn bộ trên thân của mình. Nhưng mà cũng có người thì cứ mỗi một cái lượt quán xuất trên toàn thân thì họ lại có thể quét một lượt trên cái cơ thể của họ mỗi một lần. Còn con ví dụ thí dụ rau luộc, mỗi một lần rau luộc chấm thì lại phải chấm với nước muối nhặt ái, không thể bỏ qua được. Thì có anh thấy như thế. Thế nhưng mà cũng có anh chỉ để thấy rằng lướt ở cái khi mình đã bám cái hơi thở trên toàn thân, tức là lúc ấy mình đã bám trên toàn thân rồi, tức là đã quán cả 4 chỗ rồi. Cái này, cái thứ nhất này là không được để cho nó đứt. Lúc nào cũng phải nắm chắc, bám sát được toàn thân. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ có mức sự tỉnh táo trong khi tập. Đầu óc luôn tỉnh táo, không được mờ và không có niệm nổi lên trong khi lúc ấy. Đó là điều thứ hai. Thế và điều thứ ba nữa, điều con thấy cần phải có đạt tới nữa là nó trong khi tập ấy, nó không sinh một cái gì đó cái gì lạ.
và cũng không sinh một cái cảm thọ nào cả, kể cả những cái đau đớn, bởi vì chính lúc đấy đã khắc phục cái tham hữu rồi. Thế nên nếu mà đạt được ba cái đó thì như thế tức là đúng tứ niệm xứ. Còn nếu thiện xảo mà nếu không có một trong ba cái đó hoặc sai thì như thế tức là cái thiện xảo ấy sai. Mình thấy có tặng như vậy. Đúng vậy, nhưng mà mình phải thấy cái tiêu chuẩn để quán thân, cái cách thức để quán thân thì Đức Phật đã dạy. Rõ ràng là muốn quán cái thân á, là phải có hơi thở. Không có hơi thở là quán không được. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, bởi vì cái hơi thở đó mới chính mới cảm nhận được cái thân. Cho nên cái thân hành của chúng ta rất quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta để quán. Mà nếu thiếu cái này là chúng ta sẽ quán sai. Cho nên người nào bỏ hơi thở là người đó chết, là sai đó. Đừng có nghĩ thường được đâu. Thế cái cốt lõi mà chúng ta quán thân đó, cái cốt lõi của chúng ta quán thân được là cái hơi thở. Cái đó là cái cốt lõi. Mà bỏ cái cốt lõi là chúng ta sẽ quán không đúng. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, mà chứ Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chỉ cho chúng ta rất rõ, mà còn nhắc chúng ta lại cảm giác thân hành. Thì đó là cái thân hành của chúng ta, cái hơi thở là cái thân hành, chúng ta rất rõ ràng nó mới có làm cả cái rung động của thân của chúng ta được. Thì chúng ta phải hiểu được. Vì vậy mà chúng ta đừng có rời cái pháp của Phật thì chúng ta sẽ quán được. Đó, thì con nêu cái đó là cũng đi gần rồi đó, đi gần rồi. Mà thầy nhắc cái cốt lõi nó, cái tiêu chuẩn để mà chúng ta quán thân về cái hơi thở, nắm cho vững. Mình thở cách nào nó cũng dễ dàng lắm, nhưng mà có điều kiện là đừng để rối loạn hô hấp thì nó mới được. Thở chậm, thở nhẹ, thở mạnh, thở yếu gì cũng dễ dàng lắm. Cái hơi thở thì dễ lắm, nhưng mà thở lát hơi nó tức ngực, thở lát hơi mà mệt mà chóng mặt rồi đó thì cái chuyện nó không được. Nó phải biết cái thôi, cái từ từ đậu như vậy là con có thể con kết luận một câu là trong thời gian mình tu tập về tứ niệm xứ là mình chỉ tu niệm hai cái đề mục thôi, tức là cảm giác thân hành và cảm giác toàn thân thôi, chứ ngoài ra không được sử dụng cái đề mục nào của người thói dương nữa hết. Ừ, hai đề mục đó đúng rồi, phải lấy hai cái đề mục đó bắt đầu tập. Tập cho nó quen dần tới chừng nó cảm nhận được toàn thân nó rồi thì mình mới lìa ra, thì mình thấy rõ ràng cái thân hay mới tập. Mà thầy, cái này Trang Quan hồi nãy nói đó là coi như là thầy giải tứ niệm xứ, nhưng mà thật ra thì là tất cả chúng con đều là mỗi người đều một tứ niệm xứ riêng, một kiếm xứ riêng là, đó là coi như đặc tính đặc tướng riêng. Ừ, và ứng dụng như thế nào mà để thiện sản như thế nào để mà mình đạt được cái tứ niệm xứ của mình. Mà nếu mà mình không khéo là mình sẽ bị lọc tưởng hoặc là mình sẽ bị rơi chỗ khác mà. Dạ, quan trọng ở chỗ này, cho nên cái tiêu chuẩn để mà đạt được cái quán thân này là cái hơi thở. Có vậy thôi, tức là cái gốc, cái chỗ mà mình phải nắm để mình quán được thì dù mấy con có thiện xảo cách nào đi nữa cũng không được lìa hơi thở, không được bỏ hơi thở mà quán. Thì bà thầy, hơi thở nó rất là nhiều, hơi thở dài ngắn, hơi thở bình thường thì vậy đó, con thiện xảo cũng đừng lìa hơi thở mà thiện xảo. Mà thầy đã dặn đó, thở sao đừng mệt, thở sao đừng tức lói được. Như vậy một chút bắt đầu thì nếu mà thở mạnh rồi bắt đầu thở nhẹ rồi, rồi thay đổi hơi thở nữa, tục nữa, rồi nếu sao thì đừng có cho cái hơi thở. Nghĩa là làm sao mà con có thể mà con quán được thân của con trọn vẹn thì thôi. Nhưng mà đừng có bị mệt, đừng có bị chóng mặt, đừng có bị gì đó thì được thôi. Mình thiện xảo mà, con hiểu không? Tốt nhất là hơi thở bình thường. Tập bình thường thôi, nhưng mà điều kiện là đừng có lìa cái tiêu chuẩn của hơi thở, vì đó là cách thức để quán hơi thở. Mà thầy, đừng có lìa cái tiêu chuẩn hơi thở mà đừng có trụ cái hơi thở. Mà không có trụ hơi thở, mà trụ hơi thở thì sai. Không lìa hơi thở mà không trụ hơi thở. Thầy, thầy, như thế là hơi thở song song với tác ý hay là tác ý lưỡi thở? Cái phần tác ý nó trước, còn cái hơi thở nó sau. Rồi xong chưa mấy con nè? Thầy còn nghe tới đường trước thấy hay quá, không biết là sao lại. Thầy tập nó sẽ được à? Hay thì nó đúng là bởi vì nó hay cho nên Đức Phật nó bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Chứ dở thì Đức Phật đâu dám nói điều đó. Hay quá, làm phải đồng. Cái bản này rồi chừng nào mới lại cho thầy đây? Cái bản đó mấy con chiều nay đó thì mấy con cứ đem dầm lại chỗ này thầy.
làm xong rồi đó, chiều nay hay là buổi trưa đó mấy ai con về nó con làm, mấy con thích thịt nó con chậm lại. Rồi những cái con mấy cái má này kia con để trong mắt luôn được rồi, nhưng mà con không nghe. À được mà đừng nghe, tới giờ tu đừng có nghe đừng gì nữa hết. Bây giờ tới tu rồi thì để trong mắt con, khỏi có đưa cho ai hết, mình cứ cất đi, chứ không có gì hết. Cái đó là cái phương tiện để nghe thôi, cho nên nó cũng không phải là cái vật dụng mà để cho mình mặc ăn uống hàng ngày của mình đâu, ăn uống hàng ngày của mình. Bà thầy, cái tờ giấy này là có một số vị không ý kiến là như thế nào bà thầy? Ý kiến sao con không ý kiến thôi. Người nào có ý kiến thì mình có ý kiến, mà người nào không ý kiến thôi. Vậy đó con. Bà thầy, như con không đi về tự nhận thử, nhưng mà đi về con xin bản đi thầy đã đã nhiều khi biết rồi. Đi về bản thân vào trung tâm rồi thì từ những người mình nó thấy theo bên đó là như cái